Cái dai cũng có giới hạn của nó. 1. Người tốt sẽ được báo đáp, người rất tốt lại thường thiệt thòi, còn người quá tốt thì chỉ có thể gọi là ngu. 2. Hẹn ai quá 2 lần mà họ vẫn không đồng ý gặp, đừng hẹn nữa. 3. Có thể giúp người 1 lần, cũng có thể giúp người đó 2 lần. Nhưng nếu vẫn người ấy muốn bạn giúp đến lần thứ 3, thì không nên coi trọng mối quan hệ này. 4. Nếu bạn cứ bất chấp mọi thứ để tha thứ cho một người, thì người đó cũng có thể bất chấp mọi thứ để làm tổn thương bạn. 5. Đi làm là dùng công sức thời gian của mình đổi lấy tiền, là trao đổi sòng phẳng. Cũng tức là cống hiến xứng đáng với thứ mình nhận được, chứ không phải làm việc như đem mạng ra bán còn giúp người ta đếm tiền. Một người thực sự yêu bạn không có nghĩa là họ sẽ luôn đứng đó chờ bạn đâu. Trò chơi dại dột nhất là thử thách lòng kiên nhẫn của người yêu mình. Đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. 7. Hài hước khác với vô duyên. Nói đùa cũng phải lắp não vào, vì lời nói đùa vô tâm rất dễ gây tổn thương người khác, mà người đó lại buộc phải cười cười cho qua chuyện. 8. Đừng suốt ngày than vãn. Lần đầu tiên bạn nói, người ta sẽ đồng cảm. Lần thứ 2, người ta bắt đầu thấy hơi phiền. Tới lần thứ 3, người ta hận không thể trực tiếp nhét rẻ vào mồm bạn. 9. Phạm nhiều lỗi vẫn có thể chấp nhận được, nhưng tuyệt đối không được phạm một lỗi nhiều lần. 10. Dù là tình cảm thân thiết đến mấy, thì cũng không nên nói hết bí mật cho nhau, và cũng đừng bao giờ nghĩ rằng người khác sẽ nói hết bí mật của họ cho mình. 11. Dĩ hòa vi quý, biết co được, giãn được là tốt. Nhưng bạn cũng không phải cái thùng rác, bạn không có nghĩa vụ phải chịu đựng tất cả mọi người. 12. Cuộc đời là tập hợp những điểm giới hạn. Người thông minh là người biết dừng lại đúng lúc.